Xin chào các bạn nhé. Hôm nay ngay lúc này tại Hồ Hoàn Kiếm thời tiết rất là đẹp. Mình sẽ tiến hành quay video toàn cảnh Hồ Hoàn Kiếm để các bạn được xem. Thời điểm quay lúc này là 3 giờ chiều, cho nên là ánh sáng nó rọi thẳng vào mặt hồ, đẹp tuyệt vời luôn. Thấy chưa? Tuyệt vời nhá. Phía xa kia là tòa nhà VNPT của Hà Nội, đó là Bưu điện Hà Nội đấy. Phía trung tâm của hồ đấy là tháp rùa. Tháp rùa ai cũng biết rồi, rất là đẹp. Đấy, mùa này người ta đã cắt cỏ, là nước nó cắt cỏ nó ngắn. Mình zoom lại một ít tháp rùa cho các bạn xem. Đấy, đẹp chưa? Nét căng luôn nhá. Đây là cây xanh. Cây xanh mọc ở bờ hồ này. Đấy, nó đổ ra và rất nhiều rễ bám xuống nước mà người ta đã cắt bỏ đi. Cây xanh đang rất phát triển. Mình tiếp tục di chuyển nhé. Tiếp tục di chuyển sang vị trí khác. Đây những cây liễu, liễu đang rủ soi bóng mặt hồ nước này. Liễu. Liễu rủ soi bóng mặt hồ nước. Nước hồ đấy trong xanh luôn nhé. Những người dân ở sống ở xung quanh này họ đang thả câu, họ đang câu cá. Đây là một cây liễu rủ nữa nhé. Cây liễu rất to và già, nó rủ xuống bờ hồ theo năm tháng, rất đẹp luôn. Góc hồ này chúng ta lại nhìn thấy tháp rùa nó ở một cái vị trí như kia, rất là đẹp luôn. Đấy, thấy chưa? Đẹp tuyệt vời luôn nhé. Du khách. Đấy, mọi người thấy chưa? Thấy liễu nó rủ ở bờ hồ chưa? Rất
phía bên kia là cầu Thế Húc nhá. Đấy, cầu Thế Húc và đền Ngọc Sơn. Đây, chúng ta bắt đầu lại gần đền Ngọc Sơn. Quay đi xung quanh bờ hồ, xung quanh bờ hồ Hoàn Kiếm. Chúng ta được ngắm cảnh toàn cảnh hồ Hoàn Kiếm rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi xung quanh bờ hồ nhá. Mọi người ai chưa một lần đến hồ Hoàn Kiếm thì có thể là qua video này. Biết hồ Hoàn Kiếm nó như thế nào, hình dung nó ra làm sao. Đây là phố Đinh Tiên Hoàng, phố rất đẹp. Lô chở khách đi du lịch. Lô. Lô chở khách đi dạo bờ hồ.
Xe buýt 2 tầng. Mình chuẩn bị kết thúc video ở đây nhá. Các bạn xem video nhớ bấm vào đăng ký để ủng hộ kênh của mình đây, để mình sẽ tiếp tục làm các cái video khác để phục vụ các bạn. Mình xin cảm ơn các bạn.